Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem kênh Nấm Mỡ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Rửa Tay. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ này nhé. Bài thơ Rửa Tay. Miếng xà phòng nho nhỏ em sát lên bàn tay, nước máy đầy trong vắt, em rửa đôi bàn tay, khăn mặt đầy thơm phức, em lau khô bàn tay, đôi bàn tay bé bé nay rửa sạch xinh xinh. Tất cả lớp chúng mình cùng giơ tay vỗ vỗ. Bây giờ chúng mình cùng nhau lắng nghe bài thơ Rửa Tay một lần nữa nhé. Bài thơ Rửa Tay. Miếng xà phòng nho nhỏ em sát lên bàn tay, nước máy đầy trong vắt, em rửa đôi bàn tay, khăn mặt đầy thơm phức, em lau khô bàn tay, đôi bàn tay bé bé nay rửa sạch xinh xinh. Tất cả lớp chúng mình cùng giơ tay vỗ vỗ. Vậy là bài thơ Rửa Tay đến đây là hết rồi. Các bé ơi, chúng mình trước khi ngồi vào bàn ăn hoặc ăn bất cứ một món ăn gì thì chúng ta đều phải rửa tay thật sạch, rửa tay bằng xà phòng để hạn chế tối đa vi khuẩn và virus có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường ăn uống các bé nhé. Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị. Các bé nhớ ấn video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.